Một nông dân bình thường người ta sẽ không để ý và người ta chỉ quan tâm đến cái chuyện là đến cái ngày mà chúng ta gieo xạ tại sao lại chưa đủ nước. Nhưng mà sắp tới thì người nông dân đấy còn phải hiểu là nước bao nhiêu là đủ, phân bao nhiêu là đủ. Nếu như bón quá, nó không những thiệt hại về kinh tế mà nó còn thiệt hại về chính cái việc là sau này làm thế nào để mà cân bằng được cái tín chỉ carbon khi mà lúa tham gia vào thị trường, hoặc là sản phẩm nông sản cuối cùng của người nông dân là lúa chẳng hạn để tham gia vào thị trường, và họ lúc bấy giờ họ đã phải trả giá bằng bằng chính cái sự thiếu hiểu biết của mình. Rồi cái nữa là những cái doanh nghiệp sản xuất, nếu như mình cứ sử dụng điện năng một cách nó thoải mái, hoặc là mình cứ sử dụng một cái cách những cái nguyên liệu mà mình nghĩ rằng là nó quá là thông thường, thì rồi là khi những cái sản phẩm đầu ra của họ phải tham gia vào những cái thị trường quốc tế, hoặc là phải tuân thủ, hoặc là bị áp dụng những cái tiêu chuẩn chất lượng của PCI, thì lúc bấy giờ cái giá sản phẩm và cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm nó sẽ không còn nữa, và nó rất là khó cho những doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất hàng hóa để mà xuất khẩu và tham gia vào thị trường quốc tế. Rồi thì bản thân người tiêu dùng chúng mình cũng không thể là thoải mái mãi được, bản thân người tiêu dùng người ta cũng sẽ nhìn thấy những cái sản phẩm nào là sản phẩm được được dán nhãn xanh, rồi được đánh dấu bằng những cái tích xanh để làm để phân biệt rất rõ là cái sản phẩm đó được sản xuất trên một cái nền tảng, hoặc là được là sản xuất trên một cái dây chuyền được đánh giá là cân bằng carbon. Thì tôi nghĩ là bản thân chính quyền còn rất là nhiều việc phải làm, nhưng mà bên cạnh đó thì cộng đồng doanh nghiệp và người dân là những cái đối tượng chịu trách nhiệm chính trong cái việc là tạo ra cái giá trị hàng hóa, tạo ra giá trị vật chất để mà cung ứng cho thị trường, và họ cũng sẽ được hưởng lợi từ đó. Ví dụ như là 1 kg gạo chẳng hạn, khi mà họ nhận ra là một cái tấn thóc của Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt với cái dư lượng carbon là 1,6 triệu kg trên 1 hectare lúa, thế thì họ sẽ làm thế nào để mà họ cắt giảm cái đó, làm sao để mà 1 tấn lúa làm sao nó vừa đủ với cái tín chỉ carbon mà trong ngưỡng cho phép. Bởi vì khi mà cái lúa mà được sản xuất trên một cái nền tảng cân bằng carbon thì cái giá của sản phẩm nó cao hơn gấp đôi, thậm chí gấp nhiều lần so với cái lúa mà không cân bằng carbon. Và đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế của Việt Nam hòa nhập cùng với nền kinh tế thế giới khá là sâu rộng, bên cạnh những cái điều kiện như là WTO thì chúng ta còn phải đối mặt với rất nhiều những cái khó khăn trong chính những điều kiện của FTA, rồi sắp tới là EVFTA, và ở đó thì những cái điều kiện phát triển xanh và bền vững và giống như là PGI này nó sẽ càng ngày nó càng bị mở rộng và càng ngày càng bị thắt chặt hơn về những cái điều kiện tuân thủ.